danh xưng với bản chất khác nhau. Cái đề tài này chúng tôi xin trình bày với độc giả thì thấy rõ cái sự khác biệt giữa hai cái đề, giữa cái một cái đề tài là danh xưng khác với bản chất. Kính thưa quý vị, danh xưng gọi của một thể chế, thường thường thì người ta dùng cái danh xưng với những cái mỹ ngữ, cái hoa ngôn đẹp để nói lên cái thể chế chính trị của mình, mục đích là để tỏ cho thiên hạ biết rằng cái thể chế chính trị của họ là có ý đồ. Nhưng bản chất thì có thể đúng và có thể không đúng. Bản chất thường thường khác với danh xưng. Ví dụ là danh xưng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa hay là chế độ của chính quyền quốc gia Việt Nam dưới thời ông Bảo Đại làm quốc trưởng trong những năm 1948-1975, thì cái danh xưng của nó là chính quyền quốc gia Việt Nam. Đấy. Họ còn thêm nữa là chính quyền quốc gia Việt Nam của những người quốc gia chân chính. Nhưng mà thực sự họ, cái chính quyền đó có phải là quốc gia Việt Nam hay không? Có phải là của những người Việt Nam quốc gia hay không? Chúng ta cần phải xét đến cái bản chất của nó. Bản chất của cái chính quyền của quốc gia Việt Nam mà ông lại làm quốc trưởng trong những năm 1948 đến cuối năm 1955, thì chúng ta thấy, đọc lịch sử chúng ta thấy rõ ràng là ông ngày 8 tháng 12 năm 1955, tức là lúc đó Việt Nam đã tuyên ngôn độc lập. Vào ngày 2 tháng 8 năm 1945, tức là cách đó 3 tháng, thì ngày 28 tháng 12 năm 1945, đại diện của Giáo triều Vatican tại Huế đưa ra đề xuất đem ông Bảo Đại lên cầm quyền, thành lập chính phủ chống lại cái chính quyền kháng chiến của nhân dân ta dưới quyền lãnh đạo của nhà Ái Quốc Hồ Chí Minh. Như vậy là cái bản chất, và đến năm 1948 thì cái đề xuất này được thể hiện thành cụ thể, và chính quyền Bảo Đại của ông, chính quyền quốc gia Việt Nam của ông Bảo Đại được ra đời, nói ra cho rõ là cái chính quyền quốc gia của ông Bảo Đại làm quốc trưởng là do giáo hội làm đề xuất và được người pháp ra đời vào năm tháng 6 năm 1948. Như vậy thì cái bản chất của cái chính quyền quốc gia do ông Bảo Đại làm quốc trưởng trong những năm này là do người pháp Vatican dựng lên để làm tay sai họ chống lại cái chính quyền kháng chiến Việt Nam của chúng ta lúc bây giờ. Vậy thì cái bản chất của nó là làm tay sai cho đế quốc thực dân, do đế quốc thực dân xâm lược, pháp Vatican dựng lên và làm tay sai cho chúng nó. Vậy thì cái chính quyền này là chính quyền bù nhìn, làm tay sai cho giặc, và ta gọi cái chính quyền này là ngụy quyền, vì nó không phải là do nhân dân lập ra. Thế chính quyền, các chính quyền miền Nam Việt Nam cũng vậy. Chính quyền ông Ngô Đình Diệm và chính quyền ông Nguyễn Văn Thiệu cũng ở vào cái tình trạng giống như là cái tình quyền gia Việt Nam ông Bảo Đại làm quốc trưởng, nghĩa là cái chính quyền miền Nam lúc bấy năm 1954 đến năm 1975 là do Vatican hay là giáo triều Vatican đem ông Ngô Đình Diệm sang đến tận Hoa Kỳ, vận động với các nhà chính sách Hoa Kỳ, làm áp lực với chính quyền Hoa Kỳ đưa ông Diệm về cầm tay sai cho cả Vatican và Mỹ. Như vậy là cái chính quyền Ngô Đình Diệm và các chính quyền Sài Gòn tiếp theo là do liên minh được Mỹ Vatican dựng lên để làm tay sai cho nó. Như vậy là chính quyền này là chính quyền tay sai cho giặc và làm bù nhìn cho giặc, và bản chất của nó là ngụy quyền. Vậy nó là ngụy quyền. Cái từ ngụy quyền áp dụng cho cái chính quyền này là đúng. Bây giờ có người nói rằng là đã gọi là chính quyền thì tức là phải chính, có chính nghĩa, cái này là sai.
chính đấy á, là cái chữ chính nó khác với cái, nếu mà truy nguyên từ chữ Hán ra thì cái chữ chính ở trong cái không phải là chữ chính trong chữ chính đá. Tôi xin viết ra đây bằng chữ Hán để quý vị nó hiểu rõ. Đây là cái chữ chính, nghĩa là chính đá. Không biết quý vị có đọc thấy chữ chính này không? Vì cái mức của tôi nó mờ quá, để tôi đi kiếm cái mực đen tôi viết cho quý vị nó thấy rõ. Đây là cái chữ chính, nghĩa là chính đá, là ngược với lại tà. Và cái chữ chính mà là chính quyền thì nó như thế này. Em chiếu cái chữ đó lên cho anh, chiếu cái bản đó lên cho anh. Tôi biết nó không được rõ lắm, nó có thêm một cái phần này. Đây này quý vị, mà quý vị có nhìn thấy ở trong cái bản chiếu đó thì thấy rõ cái chữ thứ ba ở trong đó là chữ áp dụng cho chữ chính quyền, tức là cái bộ máy cai trị của nhà nước. Đấy, vậy thì nó khác nhau như vậy, đó là vì cái đa số có tới 80% cái tiếng Việt người ta, nhất là cái tiếng có tính cách văn chương hay là chính trị hay là kỹ thuật thì nguồn gốc từ chữ Hán, cho nên là những cái chữ này là phải viết cái chữ Hán thì mới thấy rõ. Ai không biết được cái chữ Hán thì mở cái tự điển của ông Hán Việt, tự điển của ông Đào Duy Anh ra thì sẽ thấy nó rõ, nó khác biệt. Vậy thì chúng ta phải hiểu cái chữ chính ở đây á, là chính quyền không có nghĩa là chính đá, mà có nghĩa là quyền chính trị, quyền lực chính trị, quyền lực của bộ máy cai trị nhân dân. Đấy, để quý vị phân biệt là như vậy. Vậy thì bây giờ chúng tôi trở lại là cái danh xưng đó là nó như vậy, nhưng mà bản chất thì nó lại khác chăng. Đây, cái bản chất của cái chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì chúng ta thấy khi nó ra đời, nó đã tuyên ngôn cái chính cương của nó, cái chủ trương của nó là giải phóng dân tộc, giành lại chủ quyền độc lập cho đất nước và hủy bỏ cái chế độ phong kiến quân chủ lỗi thời của đời nhà Nguyễn. Rồi thứ ba, kế tiếp là vì phải chiến tranh cho nên cái nhiệm vụ cấp thiết của nó là tái thiết chiến tranh sau những năm chiến tranh. Thứ kế đến là phục hồi kinh tế để nâng cao mức sống của nhân dân. Kế đến là mở rộng các vấn đề giáo dục, mở rộng các trường học, các tiểu học, trung học và đại học để nâng cao dân trí cho nhân dân ta có cái trình độ tiến bộ ngang hàng với các dân tộc tiến bộ trên thế giới. Đấy. Và mở rộng ngoại giao để giao thiệp với tất cả các nước trên thế giới. Ngày nay chúng ta thấy rõ là cái chính quyền Việt Nam hiện nay có bang giao với gần 200 quốc gia trên thế giới. Kinh tế đã là mở mang. Và nếu ai về Việt Nam đều như vậy, thấy vậy. Và nhất là giáo dục, các thấy là thấy rằng cái thế hệ trẻ ngày nay đó, cái trình độ kiến thức của họ rất là cao. Có nhiều em học sinh ở Việt Nam nói tiếng Anh còn thạo hơn cả những người Việt Nam ở Mỹ. Có nhiều các em trẻ em Việt Nam bây giờ lớn lên làm MC, nói năng rất là lưu loát. Vậy thì cái mức độ trình độ dân trí của dân Việt Nam là nâng lên rất là cao, và chính quyền Việt Nam có đủ những nhân sự để cung ứng cho bộ ngoại giao, bộ máy cai trị ở giao dịch với khắp nơi trên thế giới, có thừa nhân trí, nhân vận viên như vậy. Và các em thấy là các em học sinh thi tài ở trên các phương diện về toán học, văn chương, kỹ thuật cũng không kém gì với là những các nhân tài của các nước tiền tiến ở trên thế giới. Điều đó chứng tỏ rằng chính quyền Việt Nam đã làm được những cái điều mà nhân dân mong ước, hợp với lòng dân, và nhân dân rất là ủng hộ. Tôi có phải nói rằng trừ một cái số phần tử ngày xưa được cái liên minh xâm lược Pháp và liên minh xâm lược Mỹ ưu đãi, mang cái chữ thập ở trước ngực thì mới chống lại chính quyền Việt Nam thôi. Còn tất cả gần như là hơn 90% nhân dân Việt Nam ở trong nước cũng như ở ngoại quốc đều hết lòng ủng hộ và liều chết
bảo vệ cái chế độ chính trị ngày nay ở Việt Nam. Điều đó chứng tỏ rõ ràng là như vậy. Các bạn thấy những cái website như các bạn lưu ly của bạn Tùng Chọc đều thiết tha kêu gọi nhân dân hết lòng ủng hộ cái chính quyền Việt Nam ngày nay và lên án nặng nề cái bọn ba que phản dân tộc, phản đất nước mà các vị theo dõi cái những cái video của bạn Lưu Ly với lại bạn Trần Mạnh Hùng còn gọi là Hùng Trọng thì các bạn thấy rõ cái sự này. Ngoài hai bạn đó ra còn rất nhiều cái website khác, cái nhiều cái YouTube khác cũng có đồng điệu như vậy. Đấy, thì nay quý vị đã thấy cái chữ chính chúng tôi đã phân biệt khác nhau, rồi chúng tôi đã phân biệt được cái sự khác.